Xin chào các bác, hôm nay em lại về được những cái cặp loa rất là hay đến từ thương hiệu Dayton và thương hiệu Sony. Trước mắt các bác đây là hai cặp loa Sony em đang để gần nhất, là hai cặp Sony với một cặp là Bass 25 và một cặp là Bass 30. Và còn lại cái dàn chân dài trước mắt các bác có thương hiệu là Dayton thì em nó xếp xung quanh căn phòng là 8 cặp nhé. Ok các bác, em xin đi vào cái cặp đầu tiên là có cặp Sony sử hữu bát là 25cm. Đấy, 25cm. Gân là gân vải zin, nón giấy, màng giấy. Cặp này thì có cái model là SS2250M. Đấy, có cái hình thức rất là đẹp. Đây là cái cặp bị căng, em đã tháo ra và dựng ở ngoài cho các bác dễ quan sát. Căng là vải zin, khung chấu thì bằng khung thì bằng gỗ chấu bằng nhựa nhá. Hai chiếc đang ngay ngắn như một luôn. Cặp này thì có cái chiều cao là 65, chiều rộng là 35 và chiều sâu là 28. Thùng quách đang còn rất là ngay ngắn nhá. Sạch sẽ ngay ngắn. Đấy. Chiếc bên này thì nó có hơi bị cấn một chút ở góc này nhá, do vận chuyển về nó các cái loa nó chồng nhau nó bị cả. Với cặp loa Sony có model này đấy, 2250M. Số Bà Thành Audio xin báo giá các bác là 3 triệu đồng nhé. Đấy, hôm nay em sale luôn, cặp đầu tiên em sale luôn. Trước em bán bại dưới hôm nay là sale luôn 3 triệu đồng này. 3 triệu đồng cho cặp loa Bass 25. Tiếp tới là một cái cặp rất là gồ ghề của hãng Sony. Cặp này thì có cái model là R5. Đấy, Sony R5 à, sử hữu bát là 30cm nhé. Đấy, độ động cực kỳ là cao luôn. Màng giấy, non giấy và gân là gân mút. Đấy, gân mút. Loa thì được thiết kế với cái khung gông xương nhung đúc hết nhé. Rất là chắc chắn luôn, cực kỳ gấu, lỗ thông hơi rất là to. Sử dụng một chiếc tép dạng tép đom rất là lớn nhé. Tép đom nhôm rất là lớn. Có cái hệ lưới tản phía trước này. Làm chung rất là gồ ghề. Sony R5. Đấy, có một vi chỉnh phía trước cho cái giải tép. Loa được thiết kế với cái màu thùng dạng vân ốc chó nhé, rất là đẹp luôn. Đấy, vân ốc chó cả cây luôn. Cặp loa Bass 30 này thì có cái chiều cao là 66, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 34. Đây là cái căng em đang dựng phía sau của cặp loa. Đấy, tem có đầy đủ nhé. Căng là căng vải, thiết kế rất kiểu cách, có một đường chỉ đi nhé. Đấy, căng vải, tất cả hệ khung gông của nó là nhựa nhá. Đấy, nó thiết kế các lỗ bên hông này, các lỗ bên hông này để tản âm này, rất là hay. Thùng loa thì đang còn sơn si căng đét nhé. Đây, Sony model là SSR5 R5, trở kháng là 6 ohm, công suất là 70W, made in Japan. Đấy, các cái chạm loa làm rất là đẹp, chắc chắn. Cặp loa này thì chơi được đa thể nghiệm các bác nhé. Các bác nghe nhạc cũng như là hát hò rất là tốt nhé. Công suất rất là lớn, chịu đòn thực sự là rất là khỏe. Ok các bác, em xin đi sang bắt đầu cái chương trình của hãng Dayton. Thì em sẽ đi xin giới thiệu trước hai cặp Dayton có cái bát là 25cm. Và tiếp tới là toàn những cặp là bát 31, bát 33. Đấy, rất nhiều các bác nhé. Ok các bác, đầu tiên là em xin đi review với cặp loa có cái model là 32B MK2, DS32B MK2. Cặp này thì nó cũng ghi rõ cái thông số phía trước nhé. Công suất đầu vào là 80W, trở kháng là 6 ohm, độ nhạy là 91 dB, giải tần đánh từ 38Hz đến 30.000Hz. Đấy, có hai vi chỉnh đặt ngay phía trước nhé. Dưới là cho giải giải min và trên là cho giải tép nhé. Dưới là giải chung. Loa sử dụng với bát 25cm, màng giấy, nón giấy, gân là gân mút. Sử dụng một chiếc chung 14cm và một chiếc tép ở trên cũng là tép giấy dạng mũi nhôm. Đấy, tép giấy mũi nhôm rất là hay. Dòng này nó có lưới bảo vệ phía trước này nhé. Đây là cặp cái căng zin của đôi loa. Cái căng của nó thì nó có màu xanh lơ lơ này nhé. Khung của nó là khung gỗ. Đấy, các cái chấu thì bằng nhựa, vải zin màu xanh, tem là tem nhôm. Ok các bác, cặp loa này thì có cái chiều cao là 65, chiều rộng là 32 và chiều sâu là 36. Đấy, khá là
mảnh mai các bác kê bày rất là đẹp, gọn gàng. Những phù hợp với bác nào có cái không gian kệ, các cái kệ nó cũng là vừa phải, không gian vừa phải. Cặp loa này thì với thiết kế là 6 ohm, công suất là 80W. Daiton DS32B MK2, giải tần đánh 380 hạc đến 30.000 hạc, 6 ohm đến 6 ohm, công suất là 80W. Đấy, dưới là số series, nó hai cái chạm loa này, chạm loa làm rất chắc chắn luôn. Sơn thi xi thùng hộng rồi còn căng đét nhé. Ok các bác, với cái cặp loa Daiton model là DS32B MK2, shop Hà Thành Audio xin báo giá các bác là 4.900.000 đồng nhé. 4.900.000 đồng. Tiếp sang một cái cặp loa này thì nó có cái hình thức vỏ là nhạt hơn nhé, cũng là màu vàng nhưng mà vàng nhạt hơn cái cặp bên. Cũng là cặp DS32B nhưng mà này là cặp 32B trơn. Đấy. Về hình thức thì các bác thì thấy nó cũng không khác biệt nhau nhiều nhé, nó chỉ thay đổi cái ở trong phân tần và một chút ở cái công suất ở củ loa nhé. Đấy. Cặp này thì cũng sở hữu bát là 25cm. Đấy. Mang giấy, non giấy và gân mút, tất cả hệ khung gông của nó là nhôm đúc nhé. Đấy, chung một chung giấy 14cm và một chiếc tép đom, đom dạng giấy. Đấy, sở hữu hai vi chỉnh phía trước. Lỗ thông hơi con này nó khác bên kia, là lỗ thông hơi của nó là vuông nhé. Lỗ thông hơi vuông. Đấy, làm rất là phù hợp kiểu cách với cái thùng loa dạng dáng dài nhé. Vỏ thùng đang căng đét nhé, thùng hậu căng đét nhé. Đấy các bác thấy, hậu sau rất là căng. À, loa này cũng sở hữu chiều cao là 63, chiều rộng là 32 và chiều sâu là 30, xin lỗi các bác. Con này thì công suất là 80W, trở kháng là 6 ohm. Em xin báo giá luôn với cái con loa DS32B trơn, với giá là 4.700.000 đồng nhé. 4.700.000 đồng cho cặp loa Daiton DS32B trơn. Tiếp sang là em xin giới thiệu với các bác một cái cặp loa rất là hay. Cặp loa này thì cái củ của nó, củ bát của nó là dùng củ từ Anico móng lừa rất là lớn nhé. Đấy, sở hữu chiếc bát là 32cm. Đấy, mang giấy, non giấy, gân là gân mút. Tất cả hệ khung gông của loa cũng là nhôm đúc nhé, nhôm đúc hết nhé. Bát là 32cm, chung là 15cm và tép là tép đom. Loa phía trước thì có thiết kế với hai vi chỉnh cho bên tép bên phải và chung ở bên trái. Đấy. Cặp loa do thời gian cũng khá lâu nên là nó cũng có oxy hóa những cái chỗ phần, các cái phần nhôm bạ này nhá. Các phần nhôm này nó oxy hóa một chút thì nhá. Cái này thì bọn em tôn trọng và để nguyên bản. Đấy, còn nếu mà để tháo ra mà phun nhũ loại thì nó rất đơn giản, nhưng mà nó sẽ không giữ được cái nét nguyên bản này nhá. Loa thì zin toàn tập nhá. Cặp này được hãng thiết kế với thùng gỗ, thùng vân, thùng gỗ lạng nhá. Thùng gỗ lạng hết nhá. Đấy, nó còn căng đét luôn các bác xem. Sạch tinh căng đét nhé. Đấy, cái hậu sau căng đét luôn. Đây là cặp cái căng thì bên em cũng đã tháo ra. Cái căng nó làm cũng hơi kiểu vắt vát nhé. Vắt vát về phía trước, ở giữa. Này rất là kiểu cách. Đấy. Căng này còn đang nguyên thủy nhé, chưa bị chảy sờn hay rách gì. Đấy, hai chiếc thì đang ngay ngắn như một. Đây là cái tem nhôm của cái căng nhé. Rất là đẹp luôn. Cặp loa này thì có trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W. Thùng của nó là cao 68, chiều rộng là 39 và chiều sâu là 31cm. Với cặp loa Daiton DS28B, em xin lỗi 38B này, Daiton 38 DS38B, shop Hà Thành Audio xin báo giá các bác là 6.500.000 đồng nhé. 6.500.000 đồng cho cặp loa bass 32 của hãng Daiton. Nghe nhạc rất là hay, hát hò cũng cực kỳ lồn nhé. Ok các bác, em xin đi sang cái hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo là cặp đầu tiên. Cặp này thì có cái thương hiệu là Daiton, có model là DS77EX Black. Đấy, cặp này nó khác cái cặp ở bên là EX thường nhé. Cặp Black này là cặp EX Black này là nó làm dạng thùng màu đen nhé. Đấy, thùng màu đen. Đấy. Cặp này thì sở hữu với chiếc bát là 32cm. Đấy, ghi rõ ràng luôn nhé, 32cm. Chung là 10cm tính theo lòng và tép là 2,5cm cũng tính theo tim lòng của tép này nhé. Đấy, các tuyến loa đang căng đét các bác nhé, sạch tinh luôn. Rất là căng luôn.
Cặp loa này thì sở hữu chiều cao là 68, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 31 cm. Đấy. Bác có thể thấy thùng sơn si đang căng đét luôn. Đấy, xanh dần luôn. Cặp này có công suất là 230W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, trở kháng là 6 ohm. Em xin báo giá luôn với cặp Black này, bên shop Hà Thành Audio đang bán với giá là 7 triệu 900 nghìn đồng nhé. 7 triệu 900 nghìn đồng cho cặp Dayton DS77X Black. Mà tiếp theo thì em xin review các bác là em có đang có 3 cặp để em giới thiệu luôn. Có 3 cặp Dayton DS77X. Đấy, hôm trước thì em cũng bán 2-3 cặp thì các bác cũng một số bác cũng xong có hỏi. Có hỏi nhưng mà hôm đấy hết hàng, hôm nay hàng lên thì các bác nào hôm trước mà mua hụt thì hôm nay cũng gọi điện cho em sớm nhé. Đặt hàng cho em sớm để em chọn ra những cái cặp nào đẹp nhất để ưu tiên cho bác nào gọi sớm nhất nhé. Ba đôi nên là nó cùng cấu hình, cùng mã nên là em sẽ review chi tiết một đôi nhé. Các bác thể thấy là ba đôi nó đang căng đét nhé. Đấy, ba đôi nó đẹp, hoàn hảo như nhau luôn. Gọi là đẹp hoàn hảo luôn. Cặp DS77X thì cũng có cái khẩu độ bát của nó là 32 cm. Đấy, chung của nó là 10 cm. Và tép là 2.5 cm tính theo lòng. Đấy, các bác thể thấy cặp bát kỳ đẹp luôn. Bát 32 cm màng carbon nhé. Gân là gân mút, chung là một cái chung carbon rất là lớn. Và một cái chiếc tép titan, gọi là tép super titan. Đấy, cái này là cái số bụi của bác nhé. Hàng về nó vẫn còn dính ở trong. Cái này các bác nào mua thì em sẽ thổi sạch. Thùng con này được thiết kế với kiểu dạng màu nâu nhé. Màu nâu nhé. Đấy, ba cặp như một luôn. Căng đét luôn. Loa sở hữu chiều cao là 68, chiều rộng 38 và chiều sâu là 31. Đấy, trở kháng là 6 ohm và công suất một chiếc là 230W. Với những cái cặp này thì các bác về có thể là nghe nhạc rất là hay, cũng như là hát hò gia đình thì tuyệt vời nhé. Chất âm thực sự là rất là tốt luôn. Em đã về, em đã ghép cho rất nhiều bác rồi. Đấy, các bác để thấy hậu thùng nó sơn si căng đét luôn. Đó, đây là chiếc L, ở bên kia là chiếc R. Đấy, Dayton 77X nhé. Trở kháng là 6 ohm, công suất 230W, giải tần đánh từ 35 hạc đến 30.000 hạc. Rất đẹp luôn. Ok các bác, em có 3 cặp nhá. Các bác nào gọi điện sớm cho em thì em sẽ xin chọn ra những cặp đẹp nhất để ưu tiên bác nào gọi sớm nhá. Với cặp 77DS77X, Dayton DS77X thì bên shop Hà Thành Auto vẫn bán bằng mức giá cũ nhá. 7 triệu 500 nghìn đồng nhá. 7 triệu 500 nghìn đồng cho cặp Dayton DS77X. Ok các bác, em xin đi sang cái cặp cuối cùng. Cặp cuối cùng trong ngày nay là một cái cặp cũng rất là đẹp, có cái màu vân gỗ nhạt. Cặp này nó có model là DS73D. Đấy. DS73D mắc đôi. Có nghĩa là cái dòng Dayton DS73D trơn ấy thì là nó sẽ là màu kiểu nâu nâu giống màu của cặp 7377X nhá. Đấy, các cái tuyến cấu hình thì nó cũng tương tự nhá. Con này nó khác một chút ở cái củ bát này và cái phân tần thôi. Còn cơ bản là nó giống nhau, nó khác nhau, con này nó nâng cấp hơn là cái đời nó màu vân vỏ gỗ nhá. Để các bác xem sạch tinh nhá. Căng đét luôn. Sứ bát là 32 cm. Đấy, cũng tương đương 77X. Nhưng mà nó là màng giấy nhé, non giấy. Nên cái dòng này nghe nhạc là sẽ hay hơn. Hay hơn 77X. Đấy, 77X lợi điểm của nó là màng carbon thì nó đánh vũ lực hơn. Và nó có thể chơi hát karaoke mạnh mẽ con này. Con này vẫn ghép hát karaoke bình thường quá nhé. Đấy, bác thể thấy thùng hậu sau đang xanh gì nhé. Căng đét luôn. Đây là cái tem sau, DS73D mắc đôi, giải tần đánh 35 hạc đến 30.000 hạc. Công suất đầu vào là 80W, trở kháng là 6 ohm. Đấy, công suất nó bé hơn cái cặp 77 một chút. Đây là cái cặp căng, bên em đã tháo ra, dựng ngoài đây. Đấy, căng là dạng căng nhựa nhá, căng nhựa. Căng nhựa, chấu nhựa. Đấy. Cái căng vải zin màu đen. Cặp này thì có cái chiều quy cách chiều cao là 70, chiều rộng là 36-37 và chiều sâu là 31 cm. Với cặp Dayton DS73D mắc đôi này đang ngay ngắn này thì shop Hà Thành Audio xin báo giá các bác là 8 triệu đồng nhé. 8 triệu đồng cho cặp Dayton DS73.
D mắc đôi. Ok các bác, như vậy là em cũng vừa review và giới thiệu nhanh cho các bác 10 cặp loa, trong đấy có 2 cặp loa đến từ hãng Sony và 8 cái cặp loa đến từ hãng Dayton. Các bác có thể là về nghe nhạc cũng như là ghép hát hò karaoke gia đình phục vụ vào những cái dịp lễ Tết nhé. Các bác nào quan tâm đến những cái sản phẩm Hà Thành Audio vừa với review và giới thiệu thì xin các bác liên hệ cho Hà Thành Audio theo số điện thoại 0388596666, địa chỉ cửa hàng số 3 Trung Yên 3, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác vào những video tới. Để khi lời chiếm